Rồi đậu 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 lại, đậu lại, đậu lại. Để tôi ngắm coi. Thì anh coi anh tham khảo thôi, với lại biết giá cả rồi thôi, chứ còn miếng này có ngang có 5 mét là người ta mua rồi. Vậy hả? Dạ. À bây giờ Hằng ơi, em giới thiệu anh miếng đất nào mà bề ngang phải 20 mét chứ. Em chỉ anh 5 mét, 10 mét sao làm ăn gì được. Từ từ đi, em kiếm anh miếng 20 mét. Bề, em anh kiếm. Anh muốn bao nhiêu cũng có. Quan trọng là sao? Quan trọng là anh muốn giá nào. Bây giờ anh muốn cất một cái chòi nhỏ để cuối tuần về đây nghỉ ngơi. Thì thôi kiếm cho tôi miếng bề ngang 20 mét, bề sâu 50 mét, coi như là một công á. Có không? Rồi, có. Có đất nhưng mà quan trọng là anh có tiền hay không rồi. Có trống mà quan trọng là anh muốn giá nào. Một công mà tầm 1 tỷ cũng có, mà một công mà tầm 8 tỷ cũng có. Vậy hả? Để chắc phải suy nghĩ lại quá. Cái khu này là cái khu mới Long An mà phải không em? Dạ đúng rồi. Gọi là khu gì? Khu tái định cư. Tái định cư mà gọi là Hùng Dương nói dài phải không? Trồng tâm. Chào quý vị đến với kênh YouTube của nghệ sĩ Tiết Cương. Hôm nay Tiết Cương giới thiệu một người em của Tiết Cương. Đây là bạn Hằng, tự là Jenny Văn. Chào mọi người. Cổ là chủ một chiếc xe huyền thoại Sushibo. À Hằng có thể giới thiệu cho mọi người biết xe này là đời bao nhiêu không? Chiếc Sibo này là đời 2000. Sibo 2000. Chiếc này hồi xưa đập thùng nhiêu? Cái hồi xưa đập thùng á, nếu mà tính ra vàng nó cũng cỡ cỡ là 10 cây. 10 cây vàng. Mà sao năm 2000. Nhưng mà sao em gái mà em đập thùng Sibo là sao? Em đam mê, mỗi người có một cái đam mê. Giống như mà anh Cương đưa em chiếc SH là kêu công an bắt anh liền, em không chạy. Nhưng mà sao em không đam mê trai mà em đam mê Sibo? Ôi, trai không có sướng, lên Sibo ngồi sướng nghe tan 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 nạt bốn á, nghe nả. Rồi bây giờ cho tôi review xe này cái coi. Nè, nghe tiếng nổ. Tiếng nổ trước hả? Em ru ha. Thấy ghét à. Khói nó nhả ra nghe mùi cũng thơm, thơm hơn có thuốc của mấy anh hút nhiều. Rồi, biết xe ngon rồi. Kính thưa quý vị, cách đây 20 năm là khoảng năm 2000 thì bắt đầu lúc đó dòng Sushibo trở thành huyền thoại. Từ năm Tiết Cương nhớ là từ khoảng năm 95 em là bắt đầu là nó ra Sibo một càng. Dạ đúng rồi. Sibo một càng. Sibo 110. 110 sau đó nó sẽ lên 102. Rồi 102 là hai càng. Nó có một đời là 5 số, xong nó lên 6 số. Chiếc này là 6 số đúng không? 6 số anh. Rồi sau dòng Sibo này á, nó là tiếp theo nữa, nó là dòng Sachia. Là lúc đó là nó không còn Sibo nữa mà gọi là Sachia. Thì lúc đó cái Sachia nó đời mới hơn nhưng mà người ta vẫn không thích bằng cái Sibo này. Cái này cái dáng nó đẹp hơn nhiều, chuẩn hơn nhiều. Cái thời của Tiết Cương á, nó có một cái câu nói như vậy mà bây giờ rất nhiều người còn nhớ là 100.000 lời nói không bằng chút khói Sibo là nó đó. Có nghĩa là hồi đó là em nào mà anh nào có Sibo là thôi, chỉ cần lướt qua nổ tạch tạch là mấy em ta nói bu, ta nói y như là gùi bu kiến đậu rồi đó. Rồi mời bạn bước xuống cho tôi thử, tôi chạy thử vòng coi đá chống cái cặp để chứ khoan thử thử nhưng mà cũng an toàn đi ha, nóng lên đi ha. Chưa, để mình phân tích về nó. Cái dòng Sibo này á, Tiết Cương được biết nó được người ta rất là ưa chuộng bởi bây giờ á, đơn giản là nó tuyệt chủng rồi, nó tuyệt chủng rồi bởi vì á nó là nó dòng hai thì sức mới nhỉ? Nó là dòng hai thì bây giờ thế giới thì người ta rất là hạn chế những dòng xe mà giống như là thải khói, giống như làm ô nhiễm môi trường, cho nên nó không sản xuất nữa. Chính vì vậy mà nó tạo lên cái sự đột biến tăng giá về xe Sibo. Cái Sibo này bây giờ một cái chiếc mà xe zin mà giấy tờ đàng hoàng, mà xe gọi là xe tàn tàn đó, thì trị giá khoảng 160 triệu. Còn những chiếc mà gọi là chùm mền, hay là những chiếc mà giống như là gọi là ít chạy mà xe còn ken xà beng mà á. Là hình như nó đội lên khoảng 500-600 á, 600-700, từ 160 đến 600-700 đúng rồi, giấy tờ hải quan hợp lệ. Còn chiếc này của em người ta định giá nhiêu?
Người ta hỏi mua em 265 triệu. 265 triệu. Vậy em có thể để anh lại chiếc này 260 triệu được không? 260 triệu không bán luôn. Nói giỡn chứ thích xe Sibo để chạy không bán. Mà đây, anh muốn thì em đưa cho anh chạy. Cho mượn thôi. Đây bà con xem, cái Sibo này cái điều đặc biệt nhất là ở cái niền của nó. Đây bà con coi, cái niền zin thì nó có chữ Tân Lan nha. Đó, chữ Tân Lan này là chứng tỏ xe niền zin. Sau này có một số bạn trẻ họ không thích chạy xe căm, họ thay bánh mâm á, của FX á, thì nó không có cái sự zin, nhưng mà nhiều người thích cái sự tân tiến thì họ thay bánh mâm của FX. Đây là logo Sibo 120 với chữ RGV Huyền Thoại. À, tiếp em theo là anh. Ừ, em. Đặc biệt cái dòng Sibo này là không có đề nha mọi người. Thường một cái dòng xe mà thể thao á, thường là ngày xưa là kỹ sư Nhật Bản họ không chế đề. Mặc dù họ thừa sức họ chế nhưng mà họ không thích chế. Họ thích xe thể thao là phải đạp, để nó ra một cái dáng chất, cái chất nó thể thao là phải đạp. Đó, tiếng bô nghe tiếng nổ sướng lỗ tai liền. Tiếng bô nổ rất là chắc. Cái hay của Sibo là khi mình chạy hết số 6 số á, mình khi chạy ở đường trường á, thì cái tiếng bô nó còn không còn ra tiếng này nữa, mà nó thành một cái tiếng o rất là êm ái. Mà khi mà ai đã trải nghiệm Sibo qua rồi á, thì không thể nào mà quên được cái tiếng bô nó. Người ta giống như ghiền cái lỗ tai của mình á. À, đây là cái bô zin. À, chiếc này thì Hàng biết sao không? Anh phát hiện á, cái xe này á, là xe zin, nhưng mà cái bô này á là bị nó lai đời 99 rồi. Mọi người biết tại sao không? Cái xe đời 99 á, nó là cái bô là sơn bóng màu nòng súng. Còn đời 2000 đổ lên á thì nó là sơn đen mà nó nhám. Vậy là cái xe này, cái bô của em nó bị lai. Cái xe của em là lâu lắm rồi, mấy năm rồi, nhưng mà em đi định cư nước ngoài em để lại ở nhà. Anh em chạy nên là có thể ông làm không gì thai. Cũng không. Đó. Chiếc em này cái bô này nó bị lai đời 99, chứ đúng của nó là sơn nhám nha bà con. Đen nhám. Dở cái yên lên coi. Tại vì Tiết Cương biết. Ơi trời ơi, có tiền, đã quá. Vừa đi xe vừa có tiền. Bởi vì cái dòng xe này hình như là tương đối đó, nó là hai thì, nó hút xăng nhiều hơn những cái dòng xe bốn thì với đời mới bây giờ FI á, cho nên nó tương đối hao xăng nhưng mà không hao lắm. Cho nên có lẽ hàng thì em để sẵn khi nào hết xăng là em đổ liền đúng không? Hay quá. Và đây nè bà con, đây là đổ nhớt xăng riêng, nhớt riêng nha. Bữa nay đổ nhớt thơm rồi nha, không có đổ nhớt thúi rồi nha. Nhớt thơm, xăng riêng, nhớt riêng nha. Nó không phải là mình tự pha giống như chiếc xe hai thầy đời cũ hay là Vespa đời cũ là mình phải pha trước. Còn cái này là mình đổ vô tự nó pha. Và bà con nhớ là ngày xưa mà khi mà Sibo mà chạy ngang một cái thì thường có một đám con nít nó bay ra. Bay ra để làm gì hả? Bay ra để hửi nhớt thơm của Sibo, cái thứ nhất. Thứ hai là có một số bạn trẻ mà mê Sibo quá, không có tiền để nhìn ngẩn ngơ. Để mua Sibo thì các bạn trẻ có thể là chạy sau lưng xe để làm gì? Mục đích là để nhìn cái xe và để hửi khói Sibo. Cái mùi nhớt thơm nó rất là quyến rũ. Đó, cái niền sau rin luôn, niền Tân Lan luôn. Đây Tân Lan luôn. Đó, niền Tân Lan luôn. Rồi. Chiếc xe này là tương đối zin. Đó, thấy không? Chủ nhân nè, gách luôn nè. Tại người ta, cái này là zin, người ta không muốn thay. Cái bao da zin là không thay, không dám thay, phải để zin đó. Zin này trời mưa đi phiền lắm á. Sẽ bị ướt đít. À, gái đi xe không gắn kiến cho lịch sự gì hết. Kiến vướng víu lắm anh. Vướng lắm hả? Dạ. Để này nó giống như mình lặn lách cho nó dễ phải không? Cản gió đồ kỳ lắm, khó chịu lắm. À, cũng bật mí với quý vị khán giả là Tiết Cương nhìn chiếc Sibo này mà thật sự là biết muốn gì không? Ôm nó hung cái luôn. Ừ. Biết sao không? Nhớ người yêu cũ hả? Không phải. Cách đây
10 năm lúc mà Tiết Cương đóng phim Vật Chứng Mong Manh á, thì đi tập võ ở Cascader của anh Quốc Thịnh á, thì các bạn biết không, những người mà võ sĩ Cascader họ rất thích đi dòng xì bo. Yeah. Cái lúc đó Tiết Cương cũng cũng mê xì bo lâu rồi, thì sẵn cái dịp mà mình đi tập võ mình cũng mua chiếc xì bo chạy. Thì Tiết Cương mua, nhớ lúc đó là mình đi hỏi chiếc xì bo lúc đó là 45 triệu, thì mình nói là bây giờ mình đóng cái bộ phim xong á mình vừa đủ cách xe để mua chiếc xì bo. Mình đóng xong 4 tháng sau nó lên 70 triệu. mình đắp vô là 25 triệu, mình mua một chiếc xì bo mình chạy. Vậy em nói anh nhớ người yêu cũ là đúng rồi. Anh có chiếc xì bo là người yêu của anh. Xì bo của anh là đời 99 mà màu đỏ bọt đôi hay đỏ tươi. Yeah. Thì sau đó mình đi khoảng 2 năm các bạn, thì mình có những cái xe khác đúng không, sưu tầm nhiều xe có khi cả chục chiếc á, cái không chạy tới, cái để á, cái nhà mẹ la quá, mẹ nói mày lớn rồi mà đi cái xe này nổ tạch tạch kỳ quá, thôi đi bán đi. Cái mình nghĩ thôi mình cũng ít đi mà nó để lâu quá không đi sợ nó cũng cũ, thôi mình bán. Mèn đét ơi, bán vốn vừa bán xong nó đội lên 200 mấy, gần 300 triệu. Mình nhìn với xì bo mình đau lòng quá, đau hả? Lòng nó thôi ôm hung nó đỡ mình nha. Tiếc á, mình nhớ người yêu cũ ôm hung đỡ đi. Không, thiệt nhiều khi á giờ mình ngồi mình lâu lâu cứ đúng đi rồi. Uống cà phê hay đâu mình thấy ai chạy chiếc xì bo ngang mình cảm thấy mình tiếc mà mình nhớ nó dễ sợ luôn á, nhớ cái tiếng bô xe á. Mà thôi nó cũng là kỷ niệm rồi, thôi mỗi lần anh nhớ anh về anh lấy xe này chạy. Thôi nè, lên làm vòng đi, bây giờ làm vòng đi đi coi đất hen. Rồi mình có được, bây giờ để tôi làm bắt tài nha. Dạ, dạ. Chìa khóa xe đâu? Ở đây. Xe còn xăng không á? Ngon lành. Rồi, đảo vòng à. Hồi nào giờ chưa có ai được chở em trên xì bo đó, anh Cương là người đầu tiên đó nha. Giờ chạy đi kiếm đất ha. Giờ chạy, chạy hai bánh hay một bánh. Đừng hai, có, hai bánh đừng chứ. Có cái ngóc đầu một bánh nha. Mình chạy đi mình kiếm đất để xây cái chòi, cái chòi để nơi chứa xe thỏa cái niềm đam mê của mình. Rồi, lên đường. Đó, thấy không? Ngon lành. Rồi chưa? Chạy nha. Rồi. Ờ ghê chạy vậy. Nửa bánh luôn. Lâu quá không có chạy, hơi quýu. Ờ ghê quá. Dễ giả gì? Giả bộ thôi. À, sao ngon rồi? Lành.